chỉ ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây: Tổng thống Putin ra quyết định tình hình ở Cớt, Ukraine chọn thời điểm đàm phán hòa bình. Ukraine gặp thế bất lợi sắp xa lầy trong chiến thuật đáp trả của Nga. Hơn 200 nhà sáng tạo nội dung sẽ tham dự đại hội toàn quốc của Đảng dân chủ. Nền kinh tế Palestine rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định về cách phản ứng đối với cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga. Ông nói, xin chân thành nói với các bạn rằng, Tổng thống đã ra quyết định. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các người sẽ bị trừng phạt nặng nề vì những gì đã xảy ra ở khu vực Kursk. Ông nói thêm, không ai nghi ngờ rằng các binh sĩ Ukraine sẽ bị loại bỏ, không phải bị đẩy lùi mà là bị loại bỏ. Đại sứ Antonov cho biết Ukraine sẽ không thể tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Ông Anatoly Antonov nói, điều đó là không thể, sẽ không có vùng đệm trên lãnh thổ Liên bang Nga. Người Mỹ không có quyền phán xét xem Nga nên làm gì và Nga sẽ bảo vệ biên giới của mình như thế nào. Chúng tôi thậm chí sẽ không thảo luận với họ về vấn đề này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một trong những mục tiêu mà Ukraine tấn công xâm nhập vào khu vực Kursk là để tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh tăng tốc cung cấp vũ khí. Đáp lại, phát ngôn viên chính thức cấp phó của Lầu Nam Góc, Sabrina Singh cho biết, Mỹ vẫn có câu hỏi về các mục tiêu và mục đích của cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. Theo sự hiểu biết của chính quyền Mỹ, mục tiêu là tạo ra một vùng đệm, nhưng Washington vẫn đặt câu hỏi về điều này. Theo Kiev Independent, dẫn nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine đang tìm cách nối lại đối thoại với Nga và lên kế hoạch chuẩn bị cho các cuộc đàm phán vào mùa thu. Chủ đề thảo luận chính sẽ là trao đổi tù nhân theo nguyên tắc tất cả đổi tất cả, cũng như các vấn đề về an ninh lương thực và hạt nhân. Theo nguồn tin, giới lãnh đạo Ukraine hiểu được sự cần thiết của việc bắt đầu quá trình đàm phán với Nga, bất chấp tình hình căng thẳng đang diễn ra. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này và khả năng Nga đồng ý tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Kiev sau cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào khu vực Kursk được cho là rất thấp. Cố vấn tổng thống Ukraine Zelensky là ông Mykhailo Podolyak mới đây đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga là một biện pháp quân sự quan trọng để thuyết phục Moscow tham gia vào một tiến trình đàm phán công bằng. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Grigory Tikhi đã nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga sẽ dừng lại khi một thỏa thuận hòa bình được đảm bảo. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev cũng nói rằng, Moscow sẽ không đàm phán với Ukraine sau cuộc tấn công vào Kursk cho đến khi Kiev bị đánh bại hoàn toàn. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova nói rằng, nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga của quân đội Ukraine đã hủy bỏ khả năng đàm phán với chính quyền Kiev. Trên thực tế trước đó, Moscow khẳng định chỉ sẵn sàng bắt đầu đối thoại với Ukraine theo các điều kiện mà Tổng thống Nga đưa ra. Đó là rút hoàn toàn các đơn vị Ukraine khỏi lãnh thổ của các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, cam kết không gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO và đảm bảo quyền lợi của người dân nói tiếng Nga ở Ukraine. Tiến sĩ Gilbert Dr. Rao, thuộc Đại học Columbia, một chuyên gia về Nga và quan hệ quốc tế cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang rơi vào tình thế tuyệt vọng ở Kursk khi tiến hành một cuộc tấn công mà không có sự hỗ trợ từ trên không và khả năng được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công trên không. Ông Dr. Rao nhận định yếu tố quan trọng nhất chống lại Ukraine là thiếu sự yểm trợ trên không. Lực lượng vũ trang Ukraine tuân theo các hoạt động quân sự của NATO nhưng không có ưu thế trên không. Rất nhiều thiết bị quân sự được gửi đến Kursk như xe tăng Challenger và Bradley, nhưng tất cả đều bị phơi bày bởi các cuộc tấn công bằng trực thăng, chưa kể UAV, pháo binh và bom lượn do máy bay ném bom Nga thả xuống các vị trí của Ukraine. Trong khi đó, theo giới phân tích quân sự, Nga có nhiều lựa chọn để đáp trả cuộc đột kích của Ukraine. Từ phương án sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cho đến phương án đáp trả bằng vũ khí thông thường nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Ukraine. Về phương án đáp trả hạt nhân chiến thuật, Giới quan sát tin rằng kịch bản này khó xảy ra hơn. Theo học thuyết hạt nhân của Nga, việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể là một phản ứng đối với việc sử dụng các loại vũ khí tương tự và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác để chống lại Moscow. Thông tin về điều này có thể đến từ các hệ thống cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tên lửa. Quy định sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng được áp dụng khi đối phương sử dụng vũ khí thông thường đe dọa tới sự tồn tại của nhà nước Nga tuy nhiên thực tế tổng thống vladimir putin và các quan chức nga dường như đã tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng cuộc đột kích của ukraine ông putin gọi đây là hành động thách thức nghiêm trọng của kiev theo giới chức quân sự và phân tích phương tây kịch bản đáp trả khả thi nhất của nga là mở các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào những mục tiêu quan trọng trong lãnh thổ ukraine như các tòa nhà chính phủ ở thủ đô kiev hoặc các căn cứ quân sự theo các thông tin từ mỹ Nga hiện đang tăng cường quân số đáng kể tại khu vực Kursk. Một số đơn vị quân đội Nga dự kiến sẽ đến trong vòng vài ngày tới, trong khi phần lớn lực lượng tiếp viện sẽ đến trong khoảng 2 tuần. Ông Mark Kansian, đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho rằng việc Ukraine tìm kiếm lợi ích ở khu vực này mà không củng cố phòng thủ có thể dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng. Ông Kansian khuyến nghị Ukraine nên thiết lập các tuyến phòng thủ vững chắc và triển khai các biện pháp bảo vệ khu vực đã kiểm soát. Trong khi đó, bà Marina Myron, chuyên gia tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London, không loại trừ khả năng Nga sử dụng chiến thuật cất vó để quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào Kursk trước khi tung đòn đáp trả nhằm gây tổn thất lớn hơn cho Ukraine cả về nhân lực và vũ khí. Theo nhà phân tích Vladislav Selesnov của Ukraine nhận định, Nga có thể đang đánh giá tình hình thực tế của các lực lượng nước này cũng như năng lực của hệ thống phòng không Ukraine để quyết định thời điểm tấn công. Còn các nhà phân tích phương Tây vẫn hoài nghi về việc liệu Nga có thể đáp trả bằng cách triển khai hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái tấn công lãnh thổ Ukraine hay không. Đánh giá về kịch bản này, ông Kostiantin Krivolat, một chuyên gia trong ngành công nghiệp hàng không nhận định Nga khó có khả năng triển khai từ 500 đến 550 máy bay không người lái trong một tháng. Cho dù là lựa chọn nào, đến nay Nga cố thể hiện ra rằng Kiev không đạt được những mục tiêu mà họ đặt ra cho cuộc đột kích gồm nâng vị thế đàm phán và buộc Nga rút bớt quân khỏi chiến trường Ukraine. Giới chức Nga gần đây cũng liên tục phát đi thông điệp cuộc đột kích của Ukraine đã dập tắt hoàn toàn cơ hội đàm phán hòa bình. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Gegeli Gulyas, tránh văn phòng thủ tướng Hungary cho biết Hungary phản đối bất kỳ hành động nào làm cản trở tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine bao gồm cả cuộc tấn công vào vùng Kursk. Ông nhấn mạnh, Hungary không chấp nhận nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào vùng Kursk của Nga vì chúng tôi ủng hộ hòa bình. Ukraine không chỉ tự vệ, họ còn tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi muốn ngừng bắn và hòa bình. Theo quan chức Hungary, bất kỳ điều gì làm cản trở Nga và Ukraine tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đều là sai, bao gồm cả việc thực hiện các hành động xung đột tại lãnh thổ Nga. Tuyên bố của ông Gulyás trái ngược hoàn toàn với những phát biểu gần đây của giới chức Liên minh châu Âu EU và NATO. Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell, Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo, Thủ tướng Estonia Michan đều nhấn mạnh hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong các hoạt động của họ. Phía Mỹ đến nay vẫn giữ quan điểm không ủng hộ nhưng cũng không phản đối khi Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Trong bối cảnh đó, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã cảnh báo quân đội Mỹ đang cạn kiệt đạn dược vì cấp vũ khí cho Ukraine và các quốc gia khác. Ông Trump phát biểu rằng họ đã công bố một báo cáo nói về tất cả các khu vực dễ bị tổn thương, chúng ta yếu ở đây, chúng ta yếu ở kia. Điều đó giống như nói rằng chúng ta không có đạn dược. Đồng thời ông nhấn mạnh, bạn cũng biết lý do cho việc đó, chúng ta đã từ bỏ tất cả cho Ukraine và nhiều nơi khác. Chúng ta đã trao cho họ mọi thứ. Theo cựu tổng thống Mỹ hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí và đạn dược đã được trao tặng miễn phí. Trước đó, các chuyên gia của Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc hội Mỹ đã từng công bố một bản đánh giá dài 312 trang vào cuối tháng 7, cảnh báo rằng quân đội Mỹ thiếu cả nguồn lực và năng lực cần thiết để tự tin rằng họ có thể ngăn chặn và giành chiến thắng trong chiến đấu. Các chuyên gia của Ủy ban cho rằng tình trạng hiện tại là do những thiếu sót nghiêm trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ mà họ cho biết sẽ cần phải đầu tư đáng kể để khắc phục. Lãnh đạo Ấn Độ và Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine thông qua đối thoại và ngoại giao. Trong khi đó, Ấn Độ khẳng định sẽ nỗ lực và sử dụng bất kỳ cách nào để giúp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Đây là những nội dung chính được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev mới đây. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa có chuyến thăm chính thức Ukraine theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới Ukraine kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc hội đàm để bàn về giải pháp chấm dứt giao tranh, mang lại hòa bình cho Ukraine cũng như việc thúc đẩy quan hệ song phương. Tại hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Modi và Tổng thống Ukraine Zelensky nhắc lại cam kết hợp tác hơn nữa trong việc duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm hiến trương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc như tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các quốc gia. Phía Ấn Độ tái khẳng định lập trường nguyên tắc của mình và tập trung vào giải quyết hòa bình thông qua đối thoại và ngoại giao. Thủ tướng Ấn Độ nhắc lại nhu cầu về sự tham gia chân thành và thiết thực giữa tất cả các bên liên quan để phát triển các giải pháp có thể được chấp nhận rộng rãi và góp phần khôi phục sớm hòa bình. Tái khẳng định mong muốn của Ấn Độ đóng góp theo mọi cách có thể để tạo điều kiện cho hòa bình nhanh chóng trở lại. Phát biểu trong cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm ngoại trưởng ấn độ jashanka cho biết cuộc trò chuyện giữa thủ tướng modi và tổng thống ukraine zelensky tôi nghĩ đó là một cuộc trò chuyện hoàn toàn thân thiện rất mang tính xây dựng ông ấy biết rằng chúng tôi có ý tốt với ukraine ông ấy biết rằng hiện tại chúng tôi rất mong muốn cuộc xung đột này sẽ chấm dứt chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể bởi vì chúng tôi nghĩ rằng việc tiếp tục cuộc xung đột này là điều khủng khiếp rõ ràng là đối với chính ukraine và cả thế giới bên cạnh việc bàn giải pháp để tìm ra con đường hòa bình tại Ukraine, hai nhà lãnh đạo đề bày tỏ mối quan tâm chung trong việc nâng cấp quan hệ song phương Ấn Độ-Ukraine từ quan hệ đối tác toàn diện lên quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai, tái khẳng định cam kết phát triển hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích của người dân hai nước dựa trên sự tin tưởng tôn trọng và cởi mở lẫn nhau. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Ukraine, Ấn Độ cũng đã trao tặng Ukraine lô thiết bị y tế gồm 4 khối hộp chứa thuốc và thiết bị dùng trong điều trị bệnh nhân tuyến đầu, có thể phục vụ cho mọi loại thương tích và tình huống y tế. Nó cũng bao gồm thiết bị phẫu thuật cho phòng phẫu thuật cơ bản, đủ khả năng đáp ứng từ 10 đến 15 ca phẫu thuật cơ bản mỗi ngày. Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh, Joseph Borrell đánh giá, kế hoạch cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine của Đức thật đáng lo ngại và là tin xấu. Đức là nước đóng góp viện trợ nhiều thứ hai cho Ukraine sau Mỹ để tài trợ Kiev chống lại kế hoạch quân sự của Nga. Tuy nhiên, dự thảo ngân sách năm 2025 của Đức, vấn đề gây tranh cãi kéo dài giữa ba đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz chỉ dành khoảng 4 tỷ euro, tức khoảng 4,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine so với khoảng 8 tỷ euro năm 2024. Phát biểu tại một hội nghị ở Santander, miền Bắc Tây Ban Nha, ông Borrell nhấn mạnh thông báo rằng Đức sẽ cắt giảm hỗ trợ quân sự trong vài năm tới. Đó là tin xấu. Cho đến thời điểm hiện nay, Đức là một trong những nước có sự ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Ukraine. Để bù đắp cho sự thiếu hụt, chính phủ Đức cho biết sẽ dựa vào các kế hoạch của G7 và EU liên quan đến việc gây quỹ từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Vào tháng 6, các nhà lãnh đạo G7 đã đồng ý cho Ukraine vay 50 tỷ đô la Mỹ bằng cách sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Cách đây ít ngày, Chính phủ Đức thông báo, Đức đã cung cấp một hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T SLS mới, 14.000 viên đạn 155mm, 10 máy bay không người lái của Hải quân và các thiết bị khác trong đợt viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine. Tờ Kiev Independent cho biết, đây là hệ thống IRIS-T SLS thứ 3 mà Đức chuyển giao cho Kiev. SLS là một biến thể tầm ngắn với tầm hoạt động 12km. Berlin cũng cho biết, nước này đã cung cấp 4 phiên bản IRIS-T SLM tầm trung có thể bắn tên lửa xa tới 40 km. Ngoài hệ thống Iris T SLS, gói viện trợ quân sự mới cũng bao gồm 700 súng trường tấn công MK556, 10 súng trường có độ chính xác cao HLR338 cùng đạn dược, 50 súng trường CR308, 26 máy bay không người lái trinh sát Vector cùng các phụ tùng thay thế, vật liệu xử lý bom mìn, 55.000 bộ dụng cụ sơ cứu, một xe cứu hộ bọc thép Berger Panzer II cùng phụ tùng thay thế. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Đức đã cung cấp hoặc cam kết hỗ trợ quân sự trong những năm tới, trị giá khoảng 28 tỷ euro, tức khoảng 31 tỷ đô la Mỹ. Berlin dần trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine sau Mỹ, mặc dù Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn còn ngần ngại cung cấp một số năng lực quan trọng, cụ thể là tên lửa tầm xa Taurus. tờ kiev independent tham khảo các nguồn trong chính quyền của ông zelensky cho biết chính quyền ukraine dự kiến sẽ bắt đầu đối thoại với liên bang nga và đàm phán về việc trao đổi tù nhân theo công thức tất cả cho tất cả cũng như về an ninh lương thực và hạt nhân theo đó chính quyền kiev dự kiến moscow sẽ chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán vào mùa thu này hồi đầu năm các quan chức kiev cũng đề cập đến một hội nghị thượng đỉnh hòa bình có đại diện của liên bang nga sau khi moscow cân nhắc những thiệt hơn từ cuộc xung đột Sở dĩ giới chức Kiev tự tin như vậy là do vào thời điểm đó, họ đã có dự định mở một chiến dịch phản công lớn, mà rất có thể là cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Theo tiết lộ của tờ Politico nước Mỹ mới đây, sau cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga, Ukraine đã xác định rằng việc tiếp tục các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga có thể giúp củng cố vị thế đàm phán của mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tấn công vào Kursk đang đạt được các mục tiêu của Kiev bao gồm kéo căng lực lượng Nga, phá hủy thiết bị quân sự của Moscow, tạo ra vùng đệm và đưa cuộc chiến gần đến hồi kết hơn theo các điều khoản công bằng. Một số chuyên gia cho rằng Ukraine mở chiến dịch Kursk nhằm tạo quân bài đàm phán với Nga trong tương lai. Ngoài ra, việc Kiev bắt giữ các binh sĩ Nga trong cuộc đột kích cũng nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch trao đổi tù binh. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Heohi Tikhi, đã nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga sẽ dừng lại khi một thỏa thuận hòa bình được đảm bảo. Trong bối cảnh đó, tờ báo Nga Reporter chỉ ra rằng chính quyền Kyiv hy vọng sẽ chiếm thêm được nhiều thị trấn, làng mạc, khu định cư mới ở vùng Kursk, đồng thời xây dựng hệ thống phòng thủ bảo vệ vững chắc những khu vực đã đánh chiếm được, không để quân Nga phản công giành lại. Đến hết mùa thu này, nếu Moscow không thể phản công, đánh lui được lực lượng Ukraina về khu vực Sumy thì thế và lực của lực lượng vũ trang Ukraina sẽ được nâng cao hơn Nga đồng nghĩa với việc moscow sẽ phải xuống nước và vị thế của kiev trên bàn đàm phán sẽ được nâng cao rất mạnh tổng thống nga vladimir putin chỉ trích cuộc đột kích của ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và sẽ bị đáp trả thích đáng chủ nhân điện kremlin cũng nêu rõ nga sẽ không đàm phán khi ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự theo nhiều quan chức cấp cao của nga cuộc phiêu lưu quân sự của chính quyền kiev ở khu vực Kursk đã loại bỏ mọi khả năng bắt đầu đối thoại về một giải pháp hòa bình. Trên thực tế, trước đó, Moscow khẳng định chỉ sẵn sàng bắt đầu đối thoại với Ukraine theo các điều kiện mà Tổng thống Nga đưa ra, đó là rút hoàn toàn các đơn vị Ukraine khỏi lãnh thổ của các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Cam kết không gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và đảm bảo quyền lợi của người dân nói tiếng Nga ở Ukraine đến giai đoạn hiện nay, Nga cũng sẽ chỉ sẵn sàng đàm phán nếu chiếm lại hoàn toàn vùng Kursk, thậm chí là có thể đánh chiếm thêm một phần tỉnh Sumy của Ukraine, đồng thời giành toàn bộ quyền kiểm soát bốn vùng lãnh thổ Ukraine mà Moscow đã tuyên bố sắp nhập hồi tháng 9 năm 2022. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố một gói viện trợ quân sự mới. Theo Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ không lay chuyển của Mỹ dành cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất bao gồm tên lửa phòng không, đạn dược cho hệ thống HIMARS, tên lửa Javelin và một loạt tên lửa chống tăng khác, hệ thống và thiết bị chống UAV và tác chiến điện tử, đạn pháo 155mm và 105mm, xe cộ và các thiết bị khác. Gói viện trợ được đưa ra ngay trước lễ kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine. Gói này được cung cấp thông qua quyền rút tiền của Tổng thống PDA, cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội. Tổng thống Ukraine khẳng định nước này đang rất cần số vũ khí trong gói hỗ trợ được Mỹ công bố, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trên mạng xã hội rằng Ukraine rất cần nguồn cung cấp vũ khí từ các gói đã công bố, đặc biệt là các hệ thống phòng không bổ sung để bảo vệ cho các thành phố cộng đồng và cơ sở hạ tầng quan trọng. Kể từ khi xung đột Nga Ukraina nổ ra từ tháng 2 năm 2022, Mỹ đã cung cấp cho Ukraina hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Trong diễn biến liên quan, mới đây, theo Kyiv Independent, chính phủ Đan Mạch cũng đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 115 triệu đô la Mỹ cho Ukraina. Gói viện trợ nhằm đáp ứng cả nhu cầu quốc phòng ngắn hạn và dài hạn của Ukraina. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để mua thiết bị quân sự mới từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraina và các đối tác quốc tế của nước này. Vì lý do hoạt động và an ninh, thông tin chi tiết về gói viện trợ vẫn chưa được tiết lộ. Theo ông Rasmussen, Đan Mạch không phản đối việc Ukraina sử dụng thiết bị quân sự do Đan Mạch cung cấp trong cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga. Ông nhấn mạnh rằng Đan Mạch coi các hoạt động quân sự của Ukraina bên trong nước Nga là một phần trong chiến lược phòng thủ của Ukraina. Đan Mạch là một trong những đồng minh trung thành nhất của Kiev kể từ khi hoạt động quân sự của Nga bắt đầu. Trước đó, Đan Mạch đã trở thành quốc gia đầu tiên tặng 18 khẩu pháo Bodana do Ukraine sản xuất cho Kiev bằng cách mua trực tiếp từ ngành công nghiệp quốc phòng nước này, giải quyết tình trạng hạn chế ngân sách quốc phòng của Kiev. Theo Kiev Independent mới đây cho biết, tình hình Kharkov đang rất khẩn trương, giao tranh đang diễn ra ác liệt truyền thông Ukraine đã đưa tin về việc lữ đoàn tấn công độc lập số 3 phát động chiến dịch phản công mới ở Kharkov. Sĩ quan Andriy Bilesky, lữ đoàn trưởng lữ đoàn số 3 cho biết, mục tiêu của chiến dịch là làm giảm khả năng tấn công của lực lượng tác chiến số 20 bên phía Nga. Nhiệm vụ này đã được hoàn thành. Lữ đoàn này đã công bố một đoạn video cho thấy là cảnh quay đầu tiên về một cuộc tấn công đang diễn ra được quay ở khu vực phía đông của mặt trận. Lữ đoàn trưởng Bilesky tiết lộ quân đội Ukraine đã đẩy lùi đối thủ ra khỏi một khu vực có diện tích 2 km vuông trên tiền tuyến, đồng thời giành quyền kiểm soát nhiều cứ điểm của Nga ở Kharkov. Tổng thống Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu hàng đêm qua video rằng Tôi đã nói chuyện với Tổng tư lệnh Oleksandr Sisky, đặc biệt là về cuộc chiến ở tỉnh Kharkov. Chúng ta đang đẩy lùi quân đội Nga. Nga sẽ không khuất phục được Kharkov và cũng không khuất phục được toàn bộ Ukraine. Ông cho hay, ngay từ đầu tháng, quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Nga vào Kharkov. Trong khi giành được thắng lợi ban đầu vào tháng 5, cuộc tấn công của Nga ở Kharkov nhanh chóng bị xa lầy với tổn thất lớn. Cường độ giao tranh ở Kharkov đã giảm phần nào so với các khu vực khác, song Nga được cho là cũng chuẩn bị các cuộc tấn công mới. Ông Alexander Borodin, phát ngôn viên lữ đoàn xung kích độc lập số 3 Ukraine, thừa nhận mặc dù tổn thất nhưng lực lượng dự bị của Nga ở khu vực vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, năng lực tấn công của Moscow bị hạn chế do hệ thống hậu cần bị phá hủy. Trong khi đó, nói về khả năng sáp nhập Kharkov, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân sự, dân sự vùng này do Nga bổ nhiệm nói, có lẽ Nga cần kiểm soát ít nhất 30 đến 40% khu vực này để tính toán khách quan tỷ lệ dân số cư trú trên khu vực được kiểm soát. Đây là những gì chúng ta đã làm vào năm 2022, giống như bốn vùng đã sáp nhập vào Nga. Vào thời điểm đó, vùng Kharkov đã không thành công vì chúng ta phải từ bỏ các ngôi làng và rời đi. Ông Ganchev cho biết thêm, như tôi đã nói trước đây, nếu chúng ta có thể thiết lập được tỷ lệ như vậy và người dân sẵn sàng bỏ phiếu, chúng ta sẽ có thể xác định được tỷ lệ dân số sẵn sàng tham gia trưng cầu dân ý. Quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kharkov cũng hy vọng sẽ tổ chức một cuộc khảo sát vào cuối năm để đánh giá mức độ quan tâm của công chúng đối với sáp nhập vào Nga. Ông Ganchev lưu ý, vào thời điểm này, Chúng ta chỉ kiểm soát một số thị trấn và ngôi làng, chủ yếu là nơi sinh sống của các nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội. Tất cả họ đều nhận được một số hình thức phúc lợi. Cùng với bánh mì và viện trợ nhân đạo, họ đang nhận được trợ cấp của liên bang. Vì vậy, cư dân ở khu vực Kharkov cũng giống như chúng tôi đang chờ đợi khoảnh khắc đó. Theo báo cáo của The Economist, bất chấp cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk, Nga không những không rút bớt quân khỏi mặt trận phía đông, thậm chí còn tăng cường binh lực tới Pokrovsk thuộc khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine hiện đang đối mặt với các cuộc tấn công liên tục từ lực lượng nga tại khu vực quanh thị trấn Pokrovsk thuộc vùng Donetsk khi Moscow nỗ lực đột phá qua các phòng tuyến của Ukraine. Theo các chỉ huy Ukraine, có nhiều yếu tố dẫn tới việc nga đang tiến công nhanh chóng, trong đó một số người cho rằng do Ukraine thiếu đạn pháo, các tân binh không được huấn luyện bài bản, đầy đủ. Những người khác thì chỉ ra các chiến thuật của Nga, bao gồm các cuộc tấn công bộ binh nhỏ, bom lượn và các loại thiết bị điện tử mới, chính là nguyên nhân gây ra thất bại cho Kiev. Tuy nhiên, tình trạng kiệt sức và thiếu hụt nhân lực dường như mới là những vấn đề chính. Quân đội Ukraine bị áp đảo về số lượng và không được nghỉ ngơi. Một số người phải ở lại tiền tuyến đến 40 ngày, mắc kẹt trong các chiến hào chật hẹp, chỉ cách cái chết vài cm. Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 59 ở phía đông nam Pokrovsk cho biết niềm hy vọng rằng Nga sẽ chuyển quân khỏi Pokrovsk đã bị dập tắt. Trong bối cảnh tình hình chiến sự căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang gia tăng lực lượng xung quanh Pokrovsk để đối phó với những đợt tấn công từ phía Nga. Ukraine đã tái triển khai các đơn vị lực lượng đặc biệt đến Kursk và đang tăng cường mặt trận Pokrovsk bằng một đội hình chưa được thử nghiệm. Theo một binh sĩ Ukraine, Nga đã nhìn ra được điều đó và không hề bị mắc bẫy. Một chỉ huy Ukraine cho hay những binh sĩ bảo vệ Pokrovsk đang lo lắng rằng không biết họ có thể cầm cự được bao lâu. Mặc dù hướng tiến công của Nga đã chậm lại, nhưng Nga có thói quen tấn công vào những điểm yếu và gây ra hậu quả tàn khốc. Đồng thời nhấn mạnh chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Pokrovsk phải đối mặt với số phận tương tự như Mariupol, Bakhmut và Eupka. Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc trẻ em cùng cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khỏi một số nơi thuộc vùng Donetsk, bao gồm cả Pokrovsk. Các cộng đồng ở trong và xung quanh Pokrovsk đang được kêu gọi di tản ngay lập tức trước sức ép từ quân đội Nga. Pokrovsk không phải là một thành phố lớn nhưng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Ukraine do khả năng dễ dàng tiếp cận với các khu vực quân sự khác. Đường nối liền Pokrovsk với Kostiantynivka là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Ukraine và cũng là tuyến đường sơ tán thương vong về Pro. Việc kiểm soát Pokrovsk có thể cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến thắng quân sự và đưa vào đàm phán. Tờ The Economist cho biết, lúc này cơ hội của Ukraine phụ thuộc vào việc có thể giữ lại được lãnh thổ mà họ kiểm soát được ở Nga như một con bài mặc cả hay không. Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin đã xác nhận rằng, Bộ Chỉ huy Nga đã quyết định không chuyển số lượng lớn lực lượng từ mặt trận Donbass đến khu vực Kursk. Nguồn tin cũng đề cập rằng lính nghĩa vụ có thể được sử dụng để bảo vệ khu vực Kursk. Theo phân tích của truyền thông Nga, sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk, hướng tiến công của Nga và Pokrovsk đã tăng tốc. Tuy nhiên, tiến độ lại chậm lại ở các khu vực khác. Deep State đưa tin rằng quân đội Nga hiện đang ở vị trí cách Pokrovsk khoảng 11 km, tức khoảng 7 dặm. Theo Army Recognition, công ty JSC Concern Kalashnikov thuộc tập đoàn Kalashnikov của Nga đã chuyển giao một lượng lớn đạn tuần kích KUB cho lực lượng Nga ở khu vực Kursk đạn tuần kích kub hay còn gọi là uav cảm tử đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các khu vực biên giới của nga uav này kết hợp công nghệ tiên tiến và khả năng tấn công chính xác đã được triển khai ở một số khu vực xung đột đặc biệt là ở khu vực kursk không giống như uav thông thường kub được thiết kế để theo dõi và loại bỏ các mục tiêu cụ thể với độ chính xác cao trong khi vẫn có thể hoạt động bí mật khả năng bay lảng vàng trước khi tấn công này mang lại cho người vận hành lợi thế chiến thuật đáng kể, cho phép họ chọn các mục tiêu ưu tiên theo thời gian thực. Một trong những lợi thế chính của KUB là khả năng thực hiện các cuộc tấn công cảm tử. Khi đã xác định được mục tiêu, UAV sẽ lao xuống với tốc độ cao và phá hủy mục tiêu. Chiến thuật tấn công này giúp giảm thiểu thiệt hại và tối đa hóa tác động lên mục tiêu đã được xác định. UAV KUB được công ty con Aero của tập đoàn Klasnikov ra mắt hồi năm 2019 hoàn tất thử nghiệm cấp nhà nước hồi tháng 11 năm 2021 và được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm ngoái. Phiên bản đầu tiên có tầm bay 40 km, tốc độ tối đa 130 km một giờ và hoạt động liên tục trong 30 phút. Nó có thể tập kích theo tọa độ nhập sẵn hoặc khóa mục tiêu dựa trên hình ảnh được cung cấp. Ngoài tấn công cảm tử, mẫu UAV này còn có thể thực hiện nhiệm vụ tình báo và trinh sát. Cây bút Ayla Slisko của Newsweek nhận định phiên bản KUB nâng cấp nhiều khả năng sẽ giúp Nga tung những đòn đánh uy lực hơn nhiều và phá hủy những mục tiêu từng miễn nhiễm với lan xét. Trong bài viết về thách thức công nghệ trên chiến trường đăng hồi tháng 11 năm 2023, tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny đề cập nhiều đến UAV cảm tử như lan xét và nhấn mạnh đây là vũ khí rất khó đối phó. Một thách thức khác nữa của Ukraine đó là cục thiết kế Aviastroten của Nga cũng đang nghiên cứu phiên bản nâng cấp của Jack 52 cho phép một trong những máy bay huấn luyện sơ cấp phổ biến nhất không chỉ được sử dụng cho nhiệm vụ đào tạo mà còn để chống lại máy bay không người lái UAV lái tấn công và trinh sát. Ông Dmitry Motin, người đứng đầu dự án hiện đại hóa của cục thiết kế Avias Chotin cho biết một trong những dự án ưu tiên của cục chúng tôi là hiện đại hóa máy bay huấn luyện Jack 52 thành Jack 52B2 có khả năng chống lại UAV. Hiện tại, Máy bay đang chờ giấy chứng nhận đủ điều kiện bay từ cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga, Rosaviastia. Theo ông, Yak-52 hiện đại hóa sẽ được lắp đặt các thiết bị mới, bao gồm cả màn hình đa chức năng ở buồng lái phía sau. Ông Motin cho biết thêm, thiết bị dẫn đường và điều khiển, hệ thống tác chiến điện tử để gây nhiễu kênh liên lạc của đối phương cũng như hệ thống radar cũng sẽ được nâng cấp. Yak-52 là máy bay huấn luyện một động cơ, hai chỗ ngồi do cục thiết kế Yakovlev thiết kế. Đây là phiên bản phái sinh của Jack 50 và được biết đến với khả năng nhào lộn ấn tượng và thiết kế mạnh mẽ. Hơn 200 nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số đã được cấp chứng chỉ nhà sáng tạo để tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ DNC tại bang Chicago, nước Mỹ. Động thái trên cho thấy ưu tiên thúc đẩy chiến lược truyền thông sáng tạo mà chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đã thực hiện. Ủy ban đại hội của Đảng Dân chủ DNCC sẽ cấp cho những người sáng tạo nội dung nói trên quyền tiếp cận độc quyền đối với các sự kiện và khách mời trong tuần lễ đại hội. Ủy ban cũng sẽ cử nhân viên toàn thời gian phối hợp chặt chẽ với các nhà sáng tạo nội dung để tạo điều kiện cho họ tham gia chiến dịch tranh cử của bà Harris và nhóm đối tác kỹ thuật số của DNCC. DNCC thậm chí còn dành một không gian tại hội nghị để các nhà sáng tạo nội dung tham gia sự kiện có thể sản xuất nội dung, chụp ảnh tự sướng và phỏng vấn người tham dự. Dncc cũng đang làm việc với những nhà sáng tạo không thể tham dự trực tiếp và cấp cho họ quyền truy cập từ xa các nhà sáng tạo nội dung không được trả tiền để tham dự hội nghị hoặc sản xuất nội dung giống như các nhà báo họ cũng sẽ tự trang trải chi phí đi lại và nơi ở của họ để bù đắp những chi phí này một số nhà sáng tạo nội dung đang tìm tài trợ từ các nhà quảng cáo các nhà sáng tạo nội dung là những người kiếm thu nhập bằng cách đăng nội dung lên internet được các nhà quảng cáo tài trợ theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 1 phần 3 người trưởng thành dưới 30 tuổi ở Mỹ cho biết họ thường xuyên xem tin tức trên TikTok. Đây là nhóm cử tri quan trọng đối với các ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Bù lại nhóm cử tri trên 65 tuổi ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Năm 2020, Tổng thống Joe Biden đã giành được sự ủng hộ của những cử tri dưới 30 tuổi với số điểm khổng lồ 24%. Trong khi đó, Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa cũng đón tiếp những người sáng tạo nội dung tại sự kiện năm nay với hơn 70 người có sức ảnh hưởng tham dự đại hội vào giữa tháng 7 tại Milwaukee, thành phố đông dân nhất bang Wisconsin. Đại hội đảng không phải là nơi duy nhất mà các chiến dịch tranh cử tổng thống tương tác với những người sáng tạo nội dung trong mùa bầu cử năm nay. Ông Trump đã hợp tác với một số nhà sáng tạo nội dung, trong đó có Logan Paul, Nick Boyce và Aiden Ross, và ông đã được tỷ phú Elon Musk phỏng vấn trên mạng xã hội X. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã tạo nên sức lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Tận dụng mạng xã hội và những người sáng tạo nội dung có thể là vũ khí không quá bí mật của Đảng dân chủ. Tuy nhiên, với đường dây kết nối trực tiếp thông qua những nhân vật có ảnh hưởng đó, Đảng dân chủ có thể nói về các vấn đề trong tâm trí giới trẻ. Reuters đưa tin, ứng cử viên tổng thống độc lập Robert Kennedy Jr đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump Ông Kennedy cho biết đã gặp cựu Tổng thống Trump nhiều lần và đạt được sự đồng thuận về các vấn đề như an ninh biên giới, quyền tự do ngôn luận, chấm dứt xung đột. Ông nói rằng vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề và cách tiếp cận, nhưng chúng tôi lại thống nhất quan điểm về các vấn đề quan trọng khác. Ông Kennedy cho biết sẽ rút tên khỏi lá phiếu ở 10 tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả bầu cử và vẫn là ứng cử viên ở các tiểu bang khác. Ông Kennedy là luật sư về môi trường, nhà hoạt động phản đối vaccine và là thành viên gia tộc Kennedy, gồm các nhân vật chính trị lớn của Đảng Dân chủ. Ông tham gia cuộc đua vào tháng 4 năm 2023 với tư cách là người thách thức tổng thống Joe Biden để giành được đề cử của Đảng Dân chủ. Thời điểm đó, các cử tri không thích cả ông Biden đã lớn tuổi và ông Trump gặp rắc rối về mặt pháp lý, nên sự quan tâm dành cho ông tăng vọt. Sau đó, ông thay đổi kế hoạch của mình và quyết định ra tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Một cuộc thăm dò của Reuters, Ipsos vào tháng 11 năm 2023 cho thấy, ông Kennedy thu hút được sự ủng hộ của 20% người Mỹ trong cuộc đua ba bên với ông Biden và ông Trump. Theo Reuters, động thái rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump của ông Kennedy khiến nhiều người trong gia đình nổi tiếng của ông phẫn nộ. Bà Kerry Kennedy, chị gái của ông, viết trên mạng xã hội rằng: "Đó là cái kết buồn cho một câu chuyện buồn." Bà cũng nói rằng, "Quyết định ủng hộ ông Trump của em trai" đã phản bộ các giá trị của gia đình. Về phía mình, ông Trump đã bày tỏ vui mừng khi nói tại một điểm dừng chân trong chiến dịch ở Las Vegas rằng Tôi muốn cảm ơn ông Kennedy. Thật tuyệt. Ông ấy là người tuyệt vời và được mọi người tôn trọng. Một số chuyên gia cho rằng động thái của ông Kennedy khó có thể tác động đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay do số phiếu thăm dò thấp của chính trị gia này. Giáo sư khoa học chính trị William Rosenberg của Đại học Russell nhận định nếu ông ấy làm điều này cách đây 3 tháng, có lẽ nó sẽ có tác động khác. Tuy nhiên, ông Tony Fabrizio, người thăm dò ý kiến của ông Trump, lập luận rằng nhiều người ủng hộ ông Kennedy sẽ ủng hộ ông Trump hơn bà Harris ở các tiểu bang chiến trường. Đây là tin tốt cho Tổng thống Trump và chiến dịch của ông ấy. Nhóm vận động phụ nữ Hồi giáo vì bà Harris đã giải thể sau khi có tin những diễn giả ủng hộ Palestine bị từ chối cho phép phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ Mỹ DNC. Các nhà hoạt động ủng hộ Palestine đã yêu cầu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ năm nay, cam kết cắt giảm viện trợ quân sự cho Israel và thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở dài Gaza khẩn cấp hơn. Họ đã lên kế hoạch bày tỏ quan điểm của mình tại sự kiện DNC ở Chicago, bang Illinois. Tuy nhiên, ông Abbas Alawiye, một trong các nhà lãnh đạo của phong trào quốc gia không cam kết cho biết Đảng Dân Chủ đã từ chối cho phép người Mỹ gốc Palestine phát biểu tại DNC, đồng thời nhấn mạnh sự việc trên là một sai lầm đối với đảng của bà Harris. Ông và các nhà hoạt động khác đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi bên ngoài địa điểm tổ chức đại hội DNC để phản đối quyết định này. Trích thông báo của nhóm phụ nữ Hồi giáo vì bà Harris trên mạng xã hội Instagram rằng chúng tôi không thể tiếp tục thiện trí tổ chức hội phụ nữ Hồi giáo vì bà Harris. Ông Wans, khi có thông tin, Phó tổng thống Harris đã từ chối yêu cầu của phong trào quốc gia không cam kết về việc cho phép một diễn giả người Mỹ gốc Palestine lên sân khấu tại DNC. Chúng tôi cầu nguyện rằng DNC và chiến dịch tranh cử của Phó tổng thống Harris sẽ đưa ra quyết định đúng đắn trước khi đại hội này kết thúc vì lợi ích của mỗi chúng ta. Theo tờ Washington Post, các nhà lãnh đạo đảng dân chủ lo ngại bài phát biểu ủng hộ Palestine sẽ đe dọa sự đoàn kết được thể hiện tại DNC. Trước đó, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ phải chấm dứt xung đột ở giải Gaza và đấu tranh chống lại chế độ chuyên chế trên toàn thế giới, tạo nên sự tương phản rõ ràng với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Sau nhiều ngày, những người ủng hộ Palestine biểu tình vì thất vọng khi vấn đề này không được nêu tại hội nghị. Bà Harris cam kết bảo vệ Israel, đưa các con tin trở về từ giải Gaza và chấm dứt xung đột ở vùng đất của người Palestine. Trước khi bà có bài phát biểu, hàng nghìn người ủng hộ Palestine đã biểu tình để phản đối việc Mỹ ủng hộ Israel tiến hành kế hoạch quân sự ở giải Gaza. Đây là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất trong lực lượng ủng hộ của Đảng dân chủ. Trong tuyên bố mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về chính sách đối ngoại, bà Harris cho biết sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ lợi ích của Mỹ trước Iran và sẽ không thân thiện với những nhà lãnh đạo chuyên quyền, đồng thời nhấn mạnh rằng những nhà lãnh đạo như vậy đang ủng hộ ông Trump. Theo Pierre Boussen, nhà nghiên cứu chuyên về thế giới Ả Rập, bờ Tây đã ở trong tình trạng mong manh trước khi Hamas tấn công Israel vào tháng 10 năm ngoái. Kể từ đó, vùng lãnh thổ này đã bị dung chuyển bởi tình trạng hỗn loạn kinh tế, khiến chính quyền Palestine PA phải đứng trước ngã ba đường và cuối cùng có thể dẫn đến việc thay thế bằng một cấu trúc quản lý mới. Mặc dù giải Gaza về mặt lý thuyết nằm dưới quyền quản lý hành chính của PA có trụ sở tại Ramallah của bờ Tây, nhưng thực tế là khu vực này đã bị Hamas kiểm soát kể từ năm 2007, trước khi xung đột với Israel nổ ra, bờ Tây đã cho thấy sự cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Những dấu hiệu đáng khích lệ như doanh thu thuế tăng và xuất khẩu mạnh sang Israel cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, sau 10 tháng xung đột ở Gaza, PA đang bên bờ vực sụp đổ. Gần như ngay sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Israel đã cấm khoảng 140.000 công nhân bờ Tây tiếp tục làm việc trên lãnh thổ Israel, một đòn giáng nặng nề vào nền kinh tế Palestine. Sau đó, việc chuyển tiền thuế của PA do Israel thu và chuyển giao sau khi trừ chi phí dịch vụ, ví dụ như nước thải và điện do Tel Aviv cung cấp đã bị đình chỉ một phần. Khoản doanh thu hàng tháng 175 triệu đô la Mỹ này là nguồn thu nhập chính của PA trong những năm gần đây. Kho bạc của PA đã bị rút cạn để trả lương cho các công chức và cung cấp các dịch vụ công như y tế, giáo dục với rất ít hy vọng được bổ sung. Israel cũng đã chấm dứt một cơ chế tài chính có từ hiệp định Oslo 1993-1995. Theo đó, chính phủ Israel thu và chuyển cho PA thuế hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào các vùng lãnh thổ Palestine. Tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người đang giảm và lạm phát đang tăng vọt. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, thâm hụt ngân sách sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm chủ một cửa hàng tạp hóa địa phương nhỏ cho biết doanh số của cửa hàng đã giảm 70%, hơn 1 phần 3 người tiêu dùng sử dụng tín dụng để mua thực phẩm hàng ngày. Các ngân hàng ở Ramallah quản lý 22 tỷ đô la Mỹ tài sản trước xung đột đang ở trong tình trạng cực kỳ bấp bênh. Israel đang cân nhắc đình chỉ lệnh miễn trừ bảo vệ được ban hành hàng năm cho phép các chủ nợ của mình làm việc với các tổ chức tài chính của Palestine. Điều này đã khiến Mỹ phải can thiệp để ngăn Israel cắt đứt quan hệ ngân hàng với PA. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo Tel Aviv về hậu quả tiềm ẩn của việc này, nhấn mạnh rằng một sự giãn nứt như vậy có thể khiến PA rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Vấn đề lao động cũng trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với PA khi Israel đình chỉ việc làm của công nhân Palestine dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng trong các ngành như xây dựng, nông nghiệp và khách sạn. Ngành xây dựng dân dụng vốn phụ thuộc nhiều vào lao động Palestine đã giảm 95% khi xung đột Israel Hamas nổ ra. Mặc dù có hy vọng về sự trở lại của một số lao động Palestine, Israel đã chuyển hướng tìm kiếm lao động từ các nước châu Á như Ấn Độ và Sri Lanka. Các thỏa thuận tuyển dụng lao động với các quốc gia này đang được thúc đẩy với mục tiêu thay thế lực lượng lao động Palestine trong vòng 3 đến 4 năm tới. Trong khi đó, Israel vẫn duy trì sự mơ hồ về các biện pháp của mình, coi đây là giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, bất kỳ sự gián đoạn hoàn toàn nào trong quan hệ kinh tế với Israel sẽ đẩy PA vào nguy cơ phá sản vì nền kinh tế của PA gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế Israel. Về kế hoạch dài hạn, Israel đang đứng trước một sự chia rẽ nội bộ về cách tiếp cận với PA. Bộ trưởng tài chính Israel, Bezalel Smotrich, đại diện cho phe cánh hữu, cho rằng không nên hỗ trợ PA, trong khi quân đội và các cơ quan tình báo lại tin rằng việc duy trì một đối tác Palestine yếu vẫn là cần thiết để ổn định tình hình. Trong cuộc gặp tại Port Sudan với Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp Sudan, TSC, tướng Abdel Fattah Al-Buhan, người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập, GIS, tướng Abbas Kamen đã tái khẳng định sự ủng hộ của Cairo đối với an ninh và ổn định ở Sudan. Theo một tuyên bố do TSC đưa ra, cuộc gặp giữa ông Al-Buhan và ông Kamen đề cập mối quan hệ Sudan-Ai Cập cũng như những thách thức mà hai quốc gia đang phải đối mặt. Tướng Al-Buhan ca ngợi vai trò lãnh đạo của Ai Cập trong việc hỗ trợ và giúp đỡ Sudan trong khuôn khổ mối quan hệ lịch sử và hữu nghị gắn kết hai nước ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với chính phủ và nhân dân Ai cập dưới sự lãnh đạo của tổng thống Abdel Fattah el-Sisi trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân Sudan đang lánh nạn tại quốc gia láng giềng này về phần mình tướng Abbas Kamel khẳng định sự ủng hộ của Ai cập đối với an ninh và ổn định của Sudan bày tỏ hy vọng cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng sẽ nhanh chóng kết thúc để giảm bớt đau khổ cho người dân Cuộc gặp giữa ông Al-Buhan và ông kamen cũng có sự tham dự của giám đốc cơ quan tình báo Sudan, tướng Ahmed Ibrahim Mufadan. Tuần trước, trong một tuyên bố chính thức, TSC đã công bố ý định cử một phái đoàn chính phủ đến Cairo để thảo luận về việc thực hiện tuyên bố ZDA. Quyết định của TSC được đưa ra sau các cuộc đàm phán gần đây với chính phủ Mỹ do đặc phái viên tại Sudan Tom Perriello dẫn đầu. Tuy nhiên, phái đoàn TSC đã không đến Ai Cập theo lịch trình được ký kết vào tháng 5 năm 2023, tuyên bố Jeddah yêu cầu hai bên tham chiến tại Sudan, cho phép viện trợ nhân đạo cần thiết sau các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động viện trợ ở quốc gia có diện tích lớn thứ ba châu Phi. Tuyên bố này cũng kêu gọi khôi phục điện, nước và các dịch vụ cơ bản khác, rút lực lượng an ninh khỏi các bệnh viện. Trong cuộc gặp mới đây với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Amina Mohamed, Tổng thống Ai Cập NCC khẳng định sự quan tâm của Cairo trong việc đạt được lệnh ngừng bắn bảo vệ tài nguyên và sinh mạng của người dân Sudan, đồng thời bảo vệ các thể chế nhà nước và chủ quyền của Sudan. Tổng thống NCC cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có những nỗ lực chung của khu vực và quốc tế để cung cấp mọi biện pháp hỗ trợ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị và thảm kịch nhân đạo mà người dân Sudan đang phải chịu đựng. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, kể từ tháng 4 năm 2023, Ai Cập đã tiếp nhận hơn 500.000 người tị nạn Sudan chạy trốn xung đột. Ngoài 5 triệu người Sudan đã cư trú tại Ai Cập từ trước đó, Cairo cũng đã tổ chức một số hội nghị thượng đỉnh để giải quyết cuộc khủng hoảng Sudan. Sudan đang phải hứng chịu một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 4 năm 2023 giữa quân đội chính phủ Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự. Đến nay, giao tranh đã khiến khoảng 20% dân số Sudan phải rời bỏ nhà cửa, trong khi hàng chục nghìn người đã thiệt mạng. Hơn 25 triệu người trên khắp Sudan, tương đương hơn 50% dân số nước này phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Vòng đàm phán mở rộng về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza được bắt đầu vào ngày 25 tháng 8. Đây là một bước quan trọng trong việc xây dựng thỏa thuận và các bên có thể đạt được thỏa thuận nếu Mỹ gây sức ép với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Thông tin trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cùng ngày nhận định vòng đàm phán mới nhất về ngừng bắn ở Gaza vừa diễn ra tại Cairo, Ai Cập, đã đạt tiến triển và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, sự hiện diện của quân đội Israel tại biên giới Gaza Ai Cập nổi lên như một điểm bế tắc chính. Theo ông Kirby, giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA, William Burns đã tham gia các cuộc đàm phán ở Cairo cùng với những người đứng đầu cơ quan tình báo và an ninh của Israel. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Ai Cập và người đồng cấp Qatar cũng tham gia vòng đàm phán ở Cairo diễn ra ngày 22 tháng 8. Trong khi đại diện của Hamas không có mặt Washington đang thảo luận với các nhà trung gian hòa giải về các đề xuất mới để thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas, cũng như các cơ chế để thực hiện thỏa thuận. Quan chức cấp cao của Hamas, ông Hossam Badran cho rằng, việc Thủ tướng Israel Netanyahu kiên quyết yêu cầu quân đội Israel duy trì sự hiện diện tại giải đất dọc biên giới Gaza, Ai Cập, còn được gọi là hành lang Philadelphia, là sự từ chối đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt hơn 10 tháng xung đột giữa Israel và Hamas. Sự lạc quan trước đó trong nhiều tháng đàm phán đã được chứng minh là không có cơ sở. Liên Hợp Quốc cho biết, hàng chục nghìn dân thường đã tiếp tục di rời từ vùng Deir el balah và thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza sau lệnh sơ tán của Israel. Theo Liên Hợp Quốc, xung đột đã buộc hầu như toàn bộ dân số Gaza phải di rời nhiều lần, khiến họ không có nơi trú ẩn, nước sạch cũng như các nhu yếu phẩm khác khi dịch bệnh lây lan. Các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện đã được thúc đẩy mạnh mẽ sau các vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh tại Tehran, Iran và chỉ huy quân sự hàng đầu của phong trào Hezbollah là Fuad Shuk tại Beirut, Liban vào cuối tháng trước. Cơ sở của các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza là một khuôn khổ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vạch ra vào cuối tháng 5 năm 2024. Giai đoạn đầu của kế hoạch gồm 3 giai đoạn này sẽ chứng kiến việc trao đổi con tin trong thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần. Theo kế hoạch, lực lượng Israel sẽ rút khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Thủ tướng Netanyahu ủng hộ đề xuất của Mỹ nhằm thu hẹp khác biệt và đạt được lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas, ông Hossam Baran cho biết, Hamas đã chấp nhận kế hoạch của Tổng thống Biden đồng thời yêu cầu Washington tăng cường sức ép với nhà lãnh đạo Israel. Theo Reuters, quân đội Mỹ đã tuyên bố loại bỏ thủ lĩnh cấp cao của một nhóm liên kết với Al-Qaeda trong cuộc không kích ở Syria. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Sencom cho biết, cuộc không kích nhằm vào Abu Abdan Rahman al-Makki, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Huras al-Din, có liên hệ với Al-Qaeda, có trụ sở tại Syria. Nhóm Huras al-Din chia sẻ tham vọng toàn cầu của Al Qaeda là tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ và phương Tây. Trước đó, tổ chức giám sát chiến tranh, đài quan sát nhân quyền Syria báo cáo về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một chiếc xe máy ở vùng nông thôn phía nam Idlib của Syria, khiến người này thiệt mạng. Theo NDTV, quân đội Mỹ có khoảng 900 binh sĩ ở Syria như một phần của Liên minh quốc tế chống lại nhóm nhà nước hồi giáo. Liên minh được thành lập năm 2014 để chống lại các chiến binh thánh chiến, những kẻ chiếm giữ các vùng đất rộng lớn của Iraq và Syria. Lực lượng Mỹ thường tiến hành các cuộc không kích ở Syria nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo, IS tự xưng và các nhóm thánh chiến khác được coi là mối đe dọa. Trước đó vào cuối tháng 5, Bộ Tư lệnh Châu Phi, AFRICOM của Mỹ đưa ra một tuyên bố rằng họ đã tiến hành một cuộc không kích chống IS ở một khu vực hẻo lánh cách thành phố Bosaso của Somali 81 km về phía đông nam và loại bỏ ba thành viên. Một quan chức cấp cao của Mỹ thời điểm đó xác nhận rằng quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào một mục tiêu cấp cao của IS ở Somali, nhưng từ chối cung cấp tên của cá nhân đó và nói rằng Mỹ vẫn đang nỗ lực xác minh kết quả. Tháng 6, quân đội Mỹ không kích ở Syria, loại bỏ ông Usama Zaman Muhammad Ibrahim al-Zanabi, một quan chức cấp cao và là người điều phối IS. Sencom thời điểm đó nhấn mạnh, cái chết của đối tượng trên sẽ làm gián đoạn khả năng cung cấp nguồn lực và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố của IS. Sau đó, Mỹ tuyên bố tiếp tục truy lùng các nhân vật chỉ huy của IS ở châu Phi và Trung Đông. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, Sencom và các đối tác loại bỏ 7 thành viên IS ở Syria và bắt giữ 27 người khác. Tại Iraq, trong cùng khoảng thời gian, 11 nhân vật IS bị loại bỏ và 36 người bị bắt giữ tướng Eric Kurila, chỉ huy Sencom tuyên bố, chúng tôi cam kết đánh bại IS vì mối đe dọa mà chúng gây ra cho khu vực và toàn cầu. Những kẻ đe dọa Mỹ, các đồng minh và đối tác của Mỹ, cũng như sự ổn định của khu vực. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào nỗ lực loại bỏ các thành viên IS đang tìm cách tiến hành hoạt động bên ngoài Iraq và Syria và những đối tượng cố gắng giải thoát cho các tay súng IS đang bị giam giữ để tái tập hợp lực lượng. Bạo lực gia tăng ở bờ Tây trong những ngày qua đã nhấn mạnh thách thức an ninh đa mặt trận mà Israel phải đối mặt khi nước này chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Iran và vụ sát hại chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah Fuad Shuk. Ông Ronen Bar, giám đốc cơ quan an ninh nội địa Shin Bet của Israel, vừa qua đã gửi thư cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nội các để cảnh báo bộ trưởng an ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir đang gây ra thiệt hại khôn tả đối với đất nước với những chính sách dung túng phai cực hữu. Ông Ronen ba cáo buộc lực lượng cảnh sát Israel dưới quyền lãnh đạo của ông Ben-Gvir thuộc đảng cực hữu quyền lực do Thái đã làm ngơ và tạo điều kiện cho những hành vi cực đoan của người định cư do Thái tại bờ Tây. Ông Ronen ba lý giải tình trạng bạo lực cực hữu ngày càng nghiêm trọng ở Israel và bờ Tây. Những kẻ này không còn sợ phạt tù. Họ được biệt đãi khi ngồi tù và còn được nghị sĩ tặng tiền khi ra tù. Những cá nhân này nhận được sự công nhận và ngợi ca, trong khi lực lượng an ninh bị lên án khi làm đúng nhiệm vụ. Các nhóm cực đoan trong cộng đồng người định cư do Thái ở bờ Tây thời gian qua nhiều lần tấn công khu dân cư Palestine, phá hoại các đoàn xe đưa hàng hóa viện trợ đến bờ Tây, thậm chí đe dọa căn cứ quân sự. Giám đốc Simbet cho rằng, ông Ben Gavir đã nới lỏng giấy phép sử dụng súng kể từ sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong khi cảnh sát thiếu mạnh tay xử lý người định cư cực hữu vi phạm pháp luật, khiến họ ngày một manh động hơn. Kể từ lúc xung đột Israel Hamas xảy ra, người Israel đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng súng nhiều đến nỗi, bộ an ninh quốc gia nước này phải tăng cường thêm hàng chục nhân viên xử lý. Theo báo Jerusalem Post, chỉ trong tuần đầu tiên sau ngày 7 tháng 10, gần 10.000 đơn đăng ký giấy phép sở hữu súng đã được nộp. Thời điểm đó, ông Ben-Gvir hứa sẽ cấp miễn phí khoảng 10.000 khẩu súng, trong đó có 4.000 khẩu súng trường cho cư dân ở vùng chiếm đóng tại bờ tây. Bộ an ninh quốc gia Israel cũng nới lỏng quy định về giấy phép, cho phép khoảng 400.000 người mới đủ điều kiện sở hữu súng. Theo ông Ben-Gurion, người trưởng thành tại thành phố Surirot, khu vực bị Hamas tấn công và đã được sơ tán, sẽ tự động đủ điều kiện sở hữu súng. Ông Ronen Ba cảnh báo vấn nạn người định cư do thái cực đoan tấn công người Palestine ở bờ tây không còn là hành vi bạo lực mang màu sắc chủ nghĩa dân tộc, mà giờ đây tập trung vào gieo rắc sợ hãi và có thể hiểu là hành vi cực đoan. Ông Ronenba cảnh báo, nhà nước Israel hiện nay và phần lớn cộng đồng người định cư đang phải chịu thiệt hại khôn tả. Chúng ta chịu phê phán trên toàn cầu từ cả những đồng minh thân thiết nhất. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, bị kéo căng nguồn lực dù đang chật vật thực hiện nhiều nhiệm vụ. Những cuộc tấn công của nhóm cực đoan có nguy cơ châm ngòi thêm một trận tuyến mới cho Israel, vốn đang cùng lúc đối đầu kẻ thù ở rất nhiều mặt trận. Câu hỏi về vũ khí hạt nhân chiến thuật đã đè nặng lên cuộc chiến ngấm ngầm kéo dài giữa Israel và Iran. Israel được cho là một trong 9 quốc gia hạt nhân trên thế giới dù chưa bao giờ thừa nhận, trong khi Iran bị phương Tây nghi ngờ tìm cách trở thành quốc gia hạt nhân thứ 10. Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner mới đây đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng Iran sẽ tuyên bố là một quốc gia có vũ khí hạt nhân chiến thuật vào cuối năm nay. Diễn biến này đặt ra những câu hỏi về khả năng phát triển hạt nhân của Tehran trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua. Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên kế hoạch hành động chung JCPOA giữa Iran và nhóm p 1 năm nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức đã đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với các hoạt động hạt nhân của Iran. Cụ thể, Tehran bị hạn chế làm giàu uranium ở độ tinh khiết không quá 3,67%, duy trì kho dự trữ khoảng 300 kg, cũng như chỉ vận hành các máy ly tâm IR-1 thô sơ. Tuy nhiên, từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận này, Iran đã liên tục thúc đẩy tham vọng hạt nhân của mình. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken từng nói rằng khoảng thời gian cần thiết để Iran sản xuất đủ nguyên liệu cho vũ khí hạt nhân chiến thuật là 1 đến 2 tuần. Ông Blinken cho biết chính sách của Mỹ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật và chính quyền muốn ngăn chặn điều đó thông qua biện pháp ngoại giao. Iran hiện đã vượt quá ngưỡng làm giàu uranium theo thỏa thuận tại nhiều địa điểm, tích trữ một lượng uranium làm giàu cấp độ thấp vượt xa mức giới hạn, đồng thời mở rộng số lượng và đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển máy ly tâm. Nhiều thông tin cho biết mức độ làm giàu uranium ở độ tinh khiết của Iran đã đạt tới ít nhất là 84%, gần với ngưỡng 90% cần thiết cho vật liệu cấp vũ khí. Iran luôn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Từ năm 2022, Iran từng tuyên bố họ sở hữu kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân chiến thuật nhưng chưa có kế hoạch thực hiện điều đó. Tuy nhiên, những lời lẽ gần đây từ các quan chức Iran cho thấy đã có một sự thay đổi tiềm tàng trong chính sách về vũ khí hạt nhân chiến thuật. Quốc gia Hồi giáo này đang thảo luận công khai về khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông Kamal Kharazi, cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei nói rằng Iran có thể xem xét lại chiến lược hạt nhân. Cùng với đó, nhà lập pháp Iran Ahmad Baghsajest Ardestani đã công khai ám chỉ việc nhà nước hồi giáo có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật, một tuyên bố nếu đúng sẽ làm thay đổi đáng kể bối cảnh chiến lược ở Trung Đông. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Iran ám chỉ rằng tham vọng hạt nhân của quốc gia này có thể vượt ra ngoài mục đích hòa bình. Cựu phó chủ tịch Quốc hội Iran Ali Motahari đã thừa nhận vào năm 2022 rằng ngay từ đầu khi chúng tôi tham gia vào hoạt động hạt nhân, mục tiêu của chúng tôi là chế tạo bom và tăng cường lực lượng răn đe nhưng chúng tôi không thể giữ bí mật về vấn đề này. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel, chương trình hạt nhân chiến thuật của Tehran đang đặt ra những rủi ro đáng kể cho khu vực. Ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân chiến thuật là mong muốn của cộng đồng quốc tế. Cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân chiến thuật không chỉ làm giảm bớt các nguy cơ tiềm ẩn ở Trung Đông mà còn góp phần thúc đẩy an ninh và hòa bình trong khu vực. Theo thông báo mới nhất vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh công bố, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 để tổ chức vòng trao đổi chiến lược mới giữa hai nước. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Trung Quốc không thông báo lịch trình cụ thể và những nội dung hai bên sẽ trao đổi trong chuyến thăm. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Sullivan tới Bắc Kinh sau hơn 3 năm làm cố vấn an ninh quốc gia và cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một cố vấn an ninh quốc gia Mỹ kể từ năm 2016. Chuyến thăm diễn ra khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn nước rút và quan hệ Mỹ Trung vẫn còn một số căng thẳng. Mục đích chuyến thăm của ông Jack Sullivan được cho là nhằm đưa quan hệ Mỹ-Trung Quốc trở lại trạng thái cân bằng sau những căng thẳng giữa hai nước do các tranh chấp về thương mại, vấn đề khinh khí cầu và cuộc xung đột tại Ukraine. Chuyến thăm cũng được nhận định là đặt nền móng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Được biết, ông Jack Sullivan và ông Vương Nghị từng gặp nhau tại Viên, Áo, Manta và Washington, Mỹ vào tháng 5, tháng 9 và tháng 10 năm 2023, cũng như tại Bangkok, Thái Lan hồi cuối tháng 1 năm 2024. Cuộc gặp giữa hai quan chức cấp cao này đã trở thành một cơ chế quan trọng để Trung Quốc và Mỹ kiểm soát mối quan hệ cạnh tranh giữa hai bên. Chuyến thăm sắp diễn ra được thực hiện sau khi báo New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây phê chuẩn chiến lược hạt nhân sửa đổi tuyệt mật để định hướng lại chiến lược gian đe của Mỹ nhằm tập trung đối phó với nguy cơ từ việc Trung Quốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo bài viết của The New York Times, Nhà Trắng chưa bao giờ thông báo việc Tổng thống Biden đã thông qua chiến lược sửa đổi, nhưng một thông báo tuyệt mật sẽ được gửi tới Quốc hội Mỹ trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ. Trả lời về thông tin này, Nhà Trắng khẳng định chiến lược hạt nhân mà Tổng thống Biden phê duyệt trong năm nay không phải phản ứng với một quốc gia hay mối đe dọa nào. Bộ Quốc phòng Anh ngày 23 tháng 8 dẫn thông tin từ tình báo nước này rằng số lượng thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner Nga hiện ở mức khoảng 5.000, bằng một phần 10 so với số lượng của họ ở thời kỳ đỉnh cao vào năm 2023. Bộ Quốc phòng Anh viết trên mạng xã hội X rằng nhiều nhân sự kỳ cựu của Wagner vẫn còn trong nhóm so với số lượng nhân sự đỉnh điểm khoảng 50.000 người vào năm 2023. Wagner hiện rất có thể sẽ duy trì tổng cộng khoảng 5.000 nhân sự tại Belarus và châu Phi. Số liệu được công bố vào ngày 23 tháng 8, một năm ngày mất của một số lãnh đạo chủ chốt của Wagner trong vụ tai nạn máy bay, bao gồm chủ sở hữu Wagner, ông Yevgeny Prigozhin và người sáng lập Wagner, ông Dmitry Uktin. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ đó, tập đoàn Wagner ngày càng tan rã khi nhiều nhân vật cấp cao bắt đầu rời khỏi tập đoàn. Cũng từ sau sự kiện đó, các nhóm lính quân sự tư nhân của Nga đã đẩy mạnh tuyển dụng thành viên Wagner. Tờ Wall Street Journal đưa tin một số tay súng Wagner đang được công ty quân sự tư nhân Redut chiêu mộ. Redut được tài trợ bởi nhà tài Việt Gennady Timchenko. Thông tin trên do một người đào ngũ khỏi tập đoàn Wagner tiết lộ. Một cựu chỉ huy Wagner đang giám sát hoạt động đưa các binh sĩ Wagner sang làm việc cho Redut. Một công ty quân sự tư nhân khác mang tên Convoy được cho là nhận tài trợ từ ông Arkady Rotenberg cũng đang tìm cách tập hợp thành viên Wagner nhằm phục vụ tham vọng tăng cường hoạt động của châu Phi bản thân Điện Kremlin cũng đang nắm quyền kiểm soát một số đơn vị của Wagner hiện hoạt động ở Trung Đông và Châu Phi. Hồi tháng 4, Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga, đã đăng thông báo trên mạng xã hội Telegram rằng chúng tôi quyết định thu nhận chỉ huy Wagner mang mật danh Ratibo vào biên chế lực lượng đặc nhiệm Akhmat huyền thoại. Khoảng 3.000 cựu binh Wagner sẽ tham gia lực lượng cùng vị chỉ huy này. Ông nói thêm rằng Bộ Quốc phòng Nga đã duyệt chỉ tiêu tuyển quân cho Chechnya tạo điều kiện để tiểu đoàn cựu binh Wagner sắp nhập vào Akhmat. Lenta dẫn nguồn thạo tin cho biết, chỉ huy đặc nhiệm Akhmat, Ati Alaudinov, đã đàm phán với giới lãnh đạo Wagner về kế hoạch sắp nhập. Ông Kadyrov nói, những cựu nhân viên công ty quân sự tư nhân sẽ sớm nhận nhiệm vụ tác chiến. Lãnh đạo Chechnya khẳng định việc thu nhận cựu binh Wagner là bước tiến chiến lược quan trọng, giúp củng cố năng lực quốc phòng Nga lẫn tăng cường hiệu quả hoạt động cho đặc nhiệm Akhmat.